I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to HVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HVKT. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một con game H5 ha. Chơi được trên PC lẫn điện thoại. Đây, bây giờ đúng là 19 giờ nè. Bây giờ mình quay là 19 giờ. Đó, ngày 27 tháng 2. Đây, 19 giờ. Tạo ạc thì ở trên đi vậy ha. Đây, trường ca. Gì đây? Cả nhà đi. Cả hội đặc nữ đi. Tên 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 tên. Vào chẳng cho gì đâu nha. Rồi, bây giờ mình vào đây. Vào trang chủ nè. Bấm lố rồi. Rồi chúng ta qua phần feed code nè. Rồi, gì đâu rồi? Rồi nhận feed code thành công ha. Rồi. Cái này là mình để dưới phần miêu tả nha các bạn. Rồi, hai cái ha. Rồi bây giờ chúng ta vào game coi nó phi gì đây. Đây có thư nè. Chú 10 vạn là 100 triệu ha. Đó là 100.000, 100.000, sorry sorry. Chuyển sinh nè, đó, ấn ban nè. Discord gia nhân gì nè. Mừ nè. Chuyển sinh nè. Rồi, quá trời luôn. Rồi mỗi ải nó gớt là 500 kim nguyên bảo nha các bạn. Mỗi con boss mỗi ải là 500 kim nguyên bảo. Rồi giới thiệu nhanh gọn cho các bạn một cái hay nữa nè. Cái gì vậy? Tôi chưa tới cấp 80 mà dùng gì? Để cho nhỏ đứng đây đánh đi. Rồi đâu rồi? Qua trang chủ để cho nó tự đánh đi. Để cho nó tự đánh chút đi. Đây vòng quay may mắn nè ha. Ở đây đầu vô là các bạn sẽ có một cái vòng quay nè. Rồi bây giờ các bạn muốn thêm thì các bạn phải like share ha. Bây giờ quay vào fanpage ha, mình để cái link dưới cho các bạn like share nhận event gì đó. Rồi 20.000 kim nguyên bảo. Vô game coi nó nằm ở đâu. Đây. Rồi chúng ta quay ra tiếp ha. Chúng ta đi, bây giờ mình đi hồi nãy mình có like share rồi. Và bây giờ mình vào BM cho ad ha. Để lấy 5 cái lần quay cái. Inbox chẹt rồi ha. Bây giờ ngồi đây chờ. Chơi và chờ. Thấy cái vòng quay này ngon nè các bạn. Ở đây nó có cao nhất của nó là bao nhiêu ta đâu rồi. Đây 500.000 kim nguyên bảo nè ha. Hai móc luôn ha. Chứ không phải là một móc hên xui ha. Là 100.000 nè. 10.000, 20.000, 50.000. Ồ, 1.000 xu luôn. Ồ, đây là 20.000 xu luôn. Ồ, 5.000 xu. Mất lượt, thẻ cào. Thẻ cào. Ơ đù, này tính ra là chỉ có một cái không xài được.
hai cái không xài được, ba cái, bốn cái, năm cái. Chỉ có 5 cái là không xài được thôi ha. Còn bao nhiêu là rất là ok. Mua là chỉ có 10 xu một lượt má ơi. Vô 100, 1.000 xu là mênh mông luôn đó. Á đù. Để coi tỷ lệ nạp coi. À, đây là cái trang nạp, bỏ qua đi. Nạp Momo gì thì cứ inbox cho ad ha. Đâu rồi, đây nạp xu. Đăng ký tài khoản game, đăng nhập tài khoản game vô luôn nha các bạn. Để bỏ qua đi. Đây tài khoản Momo này nhận thêm 20%. Đây tiếp tục. Má không lẽ làm luôn ta. Á đù, ngon ta, 1.000. 10.000 này các bạn, á đù. 10.000 sẽ được 10.000 xu. Ý ý, mà ở đây một lần quay đâu rồi, lần quay đâu mất mẹ nó rồi, quay lại trang chủ coi. Đâu rồi, một lần quay chỉ tốn 10.000 xu. À, nhưng mà không sao. 10.000 mà đổi ra được 50.000. 20.000 ở đây là có hai, ở đây là có, để tính lại coi. 1 ô, 2 ô. Rồi 3 ô. 4 ô. 4 ô là huề vốn, ở lộn 4 ô là lời nha. 4 ô lời. Còn ô huề vốn là 1 ô, 2 ô với 3 ô. 3 ô huề vốn mà 3 ô với 4 ô lời, 3 ô huề vốn là tính vòng quay này có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 trên 13 là một tỷ lệ ngon đó các bạn. Á đù. Biết đâu được cái cạc 50 ngàn sao ta? Má đang hết tiền. Thử coi dù sao cũng không có lỗ ha. Và tỷ lệ nạp VIP của cái server này cũng hơi rẻ ha các bạn, không có mắc mỏ gì đâu. Đây là nạp tiền Momo, để ta nạp 50 luôn nè. 50 ta mua 5 lần. Ồ, 50 được 6 lần các bạn. Nạp nè, bước tiếp theo quét mã nha. Anh em nào có Momo hay ngân hàng gì thì quét mã. Còn không thì chúng ta sẽ mất mẹ cái Momo tao rồi. Điện thoại chậm quá. Lẽ nào, đây số điện thoại của Ed nè phải không? Chắc là vậy rồi. Đó. Nạp Momo với chuyển khoản thì được khuyến mãi 20% ha. Còn mà nếu mà đâu rồi? À, nạp vô là 50.000. Chuyển tiền. Rồi. À, cao việc làm. Rồi, ngồi chờ đợi và chơi game tiếp thôi. Má ơi, có khi nào chơi game mà trúng không trời? Đù, có khi nào chơi game mà trúng không? À, các bạn nhắn cái này nữa nha, mình quên nữa. Nội dung tin nhắn nè, đó, HG ra ta vậy đó. Bà chụp gửi lại cho ẹt đi cho chắc ăn má ơi. Cũng 50 ngàn chứ đâu có ít đâu cái gì, để chụp gửi cho ẹt cái. Trong khi đó quay lại đây chơi game cái. Ô má ơi, có khi nào mà trúng 50 ngàn không?
Mình gửi cho Ed game nha các bạn, chúc mình để cái link fanpage của Ed ở dưới nha. Rồi bạn nào có yêu cầu thì cứ nhắn tin gì cho Ed. Nạp xong thì nhớ để cái cú pháp này nha mấy chú. Nè H5 Gata gì đó. Và chụp lại gửi cho Ed cái phần mà mình nạp ha. Bạn nào xài thẻ thì nạp vô luôn. Còn nói chung thẻ mình không biết, mình chuyển khoản à. Chuyển khoản cho lẹ các bạn. Chờ Ed xác nhận tin nhắn nữa là ok. Ổng còn thiếu mình một cái like share fanpage nữa mà. Ừ tính ra like share fanpage được 5 lượt quay nha các bạn. 5 lượt quay là tính ra ngon á. Ô gì? Ô tính ra ngon ta. Ôi vậy thôi mình nạp cho mình lấy VIP game này coi. Để 50 ngàn coi được VIP mấy. Lái xe có được 50 ngàn xài chơi hết ta. Ed lâu trả lời quá. Server mượt ghê nha các bạn. Nãy giờ đang chơi là tạm thấy là server ok ha, mượt ha, không có bị lắc giật gì hết. Lâu lắm mà mình không có giới thiệu lại cái server này ha. Lâu lắm mà không giới thiệu một con game này luôn á chứ. Hy vọng là mai chiều Ed Game sẽ đưa cho cái mã code ấy nha các bạn. Code Kim Nguyên Bảo gì đó. Mình nghe Ed nói là Ed cũng sắp mở cái tạo cái mã code Kim Nguyên Bảo gì đó. Nghe sao nói vậy thôi chứ không biết gì nha. Đừng có ném đá, chọi đá mình mệt lắm. Má đập đồ mỏi tay luôn trời. Chơi game mà được 50 ngàn thì còn gì bằng nữa mấy chú ơi. Hồi nãy giờ đánh 13 ải là tương đương với cũng 5 ngàn mấy, 6 ngàn à. 6 ngàn Kim Nguyên Bảo. Rồi, Ed đã rip tin nhắn, bây giờ chúng ta quay lại cái phần nạp. Đâu rồi? Ô khoan, để chúng ta quay lại xem thông tin. Đây, đã có 10... Ô, má ơi, được 120.000 xu. Trời ơi, muốn khóc luôn, hồi nãy được có 60 à. Ôi, đang thời gian nhân 2 luôn. Ơ, đù. Trời. Đùa nhau hả? Qua cái vòng quay coi. À đù, được 5 vòng quay Ed mới cho cái phần quà like share các bạn. À đù. Ơi tính ra ngon á ta. Ôi để ta nạp vô lấy VIP cái. Ở đâu rồi? À nạp vào game nè. À, hiện tại có 1.000 mấy. Đây là gói nạp. Ủa đâu để coi coi. 1, 2, 3, 4, 1 mét là tương đương với 1, 2, 3. Dạ cả các bạn ơi, 200 ngàn.
Này là 100, 250. 250 là tương đương với 50 ngàn nè các bạn. Đây, định mức cho các bạn luôn ha. Các bạn nạp 50 ngàn vô. Đó, hiện tại là đang nhân 2 quà nạp gì đó. Đó, nạp 50 ngàn vô. Và chúng ta sẽ được 100 ngàn. Chuyển vô game 50 ha. Ở đây 50 ngàn nè. Đó, làm luôn chứ cho nó nóng chứ. Đó, đổi thành công 50 ngàn còn 70 này nha. Nhìn cho kỹ đi. Đó, má ơi. Trời ơi trời. Ngon lành các bạn ơi. 50 ngàn lên luôn cái VIP. Lên luôn cái VIP 7. Ôi rồi. Còn gì bằng nữa, còn gì bằng nữa. Ơi ơi. Các bạn ơi, các bạn ơi. 50 ngàn mà được luôn cái VIP 7 cộng với 12 lần ấy. 75. Đó, nạp thành công 25 vạn bạc gì đó, tao không cần quan tâm. Nhận luôn gói nè. Nhận gói nè. Nhận gói nè. Nhận gói nè. Nhận nè. Nhận nè. Nhận nó nè. Nhận nó nè. Ôi sao nhiều vậy? Trời trời trời. Đâu rồi? Định quốc gì đâu rồi? Cái này tắt sao? Đây. Nhận nè. Nhận nè, nhận nè, nhận nè, nhận nè. Nhận luôn nè. Ủa VIP 8 là gì? VIP 10 ha. Ô má ơi. Tao có tiền rồi nè, tao mua nè. Mua nữa nè, mua nữa nè, mua nữa nè. Rồi, ad tuyên bố là ad sẽ bán ạc nha. Đó, ai mua thì mua nha. Heo bán ạc nha, ạc lời rồi. Má ơi lời kinh luôn á trời. Nạp có 50 ngàn hả. Phúc lợi điểm danh ngày được 1 vạn nha. 1 vạn là 10 ngàn á. Nhận quà VIP, nhận chứ. Nghĩ sao không nhận nè. Trời trời. Shop, shop có gì vui? Ôi, shop bán đồ cũng rẻ các bạn. Đồ này tăng lực chiến dữ lắm nè. Mà shop bán rẻ vãi. Ý tao quên chứ. Đó, trời ơi, đẹp lộng lẫy luôn. Chơi 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 đẹp lộng lẫy hút hồn luôn má ơi. Khoan khoan, mở luôn chứ, mở mấy thằng này vô cho nó đánh phụ chứ mắc gì đánh mình. Đó, chuyển qua mấy thằng này đó, phù bắp nè, mở luôn. Ý tính ra có mấy chục ngàn à, mở luôn 3 con các bạn. Mình mở dư rồi đó, đáng lẽ ra nãy mình tính nạp vô để mở có mở level VIP 4 nha. VIP 4 là mở được 3 con nhưng mà nãy mình mở dư rồi. Lên luôn VIP 7. Ôi rồi ôi. Các anh ơi, ngon lành cành đào. À, tuyên bố bán ạc nha, lại rồi. Anh chị em nào mua thì inbox cho heo nha, bán ạc nha, heo bán ạc này nha. Tôi bán ngặt nè, ông nào mua thì inbox cho tôi nha. Ôi trời ơi. Bây giờ chúng ta phải cần làm những thứ chúng ta cần làm, mở rộng rương ra. Để auto thì nó sẽ có chỗ. Đồ giảm đọc uy danh lệnh bài thêm môn lợi gia nhân trung cấp thiên thư dùng hồn đan gì chưa đủ cấp lấy gì dùng ba. Thank you.
Lần nào chơi con này cũng thấy hào hứng hết các bạn ơi. Rồi tuyên bố bán ạc 20.000 ông nào mua nè. Thôi để vô tao quay coi 50.000 quay thêm để coi được coi nhiêu kim nguyên bảo nữa. Vô quay rồi bán ha. Má âm thanh lớn quá. Âm thanh lớn quá giờ nhánh nhỏ là rồi đó. Ngon lành này ha, ngon lành cành đào. Ad tuyên bố là ad lời rồi nha. Chưa thấy cái xe bờ nào mà nó rẻ như xe bờ này má ơi. Đánh đi em, đánh đi, đánh anh đi nè. Đánh đi em, đánh đi, đánh đi, đánh đi em. Đó, mình anh chấp hết. Chấp luôn ba em nó đánh đi, đánh đi. Đánh đi, shit. Như cứt. Nó không lên một món đồ vậy luôn á. Mà ta vẫn đánh hơn mày rồi đó. Đậu phụ. Bực bội ha. Tự nhiên cái OBS nó bị cái gì mà không có like được cái màn hình ha. Chứ sức mà like được cái màn hình thì mình sẽ like cho các bạn xem. Không có like được nên nó hơi cực khổ một chút. Rồi để cho nó tự đánh boss giống ha. Rồi chúng ta đi ra quay. Đây còn 70.000. Ghét mua thêm. Ơi khoan khoan từ từ. Đừng có nóng vội hả. Mua bao nhiêu đây thì là 30.000. 30.000 là mua còn được 40. 10.000, 100.000, 100.000 thì là 20.000. Ta mua 5 lượt. Rồi 5 lượt. Đâu rồi. F5 nữa coi má ơi. Rồi còn 20.000 ha. 20.000 chút coi ấy nạp vô game luôn. Bây giờ quay nè. Quay đều, quay đều, quay đều. 50.000 kim nguyên bảo tương đương với 50.000. Thấy cũng được. Á đủ. Đéo mến rồi á. Hai chục ngàn, 20.000. Sao kỳ vậy? Nó có 500 ở đó hay gì vậy? Đu, 20 xu, lời được một lượt. Gì nữa đây? Ôi má ơi, qua chút xíu nữa được rồi, thiệt luôn á. Má ơi, cái hẻ 50.000 của con đâu rồi? 50.000 kim nguyên bảo, tưởng đâu 50.000 xu chứ thiệt. À. Đâu rồi, đâu rồi, 20.000 kim nguyên bảo. Trời ơi. Không vào được cái 500.000 ha. Đu, được 20.000 xu. 20 kim nguyên bảo. Ok, đây F5 là cho các bạn xem. Đó, lên lại 60.000, là rồi ha. Giờ ta lấy 30 nạp vô game. Còn 30 ra ta quay. Lời ơi. Đâu nói nhiều chi cho mệt. Nhận 20.000. À cái này quà nãy quay nè. Ê, quà nạp. Cái gì nạp được 30.000. Ở đâu rồi, VIP đâu rồi, quà VIP đâu rồi. Cái này tâm bảo, ta đâu cần tâm bảo đâu, ta cần cái chỗ VIP mà, VIP đâu rồi. Đây.
cần thêm 10 ngàn nữa là đâu rồi, 100 ngàn chứ, 100 ngàn kim nguyên bảo, 100 ngàn nữa được VIP 8 ha. VIP 8 cũng không có gì ngon. Rồi ra lấy 3 lần quay đi, mua thêm đi. Quá ngon quá lời rồi ha. Ra quay không được. Ok, F5 lại. Lẹ nào. Trời ơi trời, tí nữa là được cái hạt 50 rồi má ơi. Thêm lượt, ừ má đừng có mất lượt là được rồi. Ơ đù, 500 xu đâu có đủ mua. Rồi trong mặt còn 5.000 xu nha. Đó, 5.000 xu là không đủ mua. Nạp 50.000 thôi. Lời ơi. Nãy ngu, nãy để 30.000 kia mở cái mở luôn cái ấy là được rồi. À, ngu thiệt chứ. Không có cái ngu nào để giống cái ngu nào biết đâu được 50.000 sao? Ấy, 50.000 mở ra được nhiêu đây là quá ngon rồi các bạn ơi. Xém tới nữa 2 lần mình được 2 cái hẻ 50 ha. Chui thôi, hên à, đâu có chuyện gì đâu. Ảo hóa. Không phải. Ảo hóa đây. Rồi, đẹp quá trời đẹp rồi ha. Rồi, cái ạc tới đây thôi cũng 20 mấy phút rồi, mình ngưng ha. Bây giờ mình cài tiếp đây, các bạn cứ chơi ha. Mình thấy là mình lời rồi đó, nói chung là đù, có ấy luôn nè. Siêu phàm hót tục, ủa tao có tục đâu mà hót. Ethel rất là thân thiện ha, không có tục gì hết ha. Mà nó để đó là siêu phàm thoát tục là thấy nó sai rồi. Ơi đấu giá này 50.000 có ông nào mua không? 50.000 nha. Đó, ông nào chờ mua thì inbox fanpage ha, chuyển khoản lấy lại ha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Bây giờ mình chơi đây. Mình déo dài quá rồi.